Đây đúng là mất tiền mua phim xịn nhưng mà lại nhận được đấy là phim không xịn các bác. Đây, nhiều bác nên là các bác mua hàng các bác phải lựa chọn những cái cơ sở uy tín nha các bác nhá, đại lý chính hãng nhá. Thì các bác mua hàng nhá. Đây, cái thương hiệu này thì quá nổi tiếng rồi đúng không ạ? Đấy. Nên vì sao các bác cứ lựa chọn là chỗ rẻ thì các bác mua đúng không? Đấy. Rẻ thì nó có cái chất lượng của rẻ đó các bác nhá. Đây. Đấy, vì sao mà rẻ hơn bên em dán rất nhiều đây này. Đấy, cách nhiệt thì có 20-21% này thì cách nhiệt làm cái gì đúng không các bác? Đấy. Nên là khi các bác chạy ở đường kiểu gì nó bảo dán phim mà cảm giác là như không dán, nhưng mà nó chỉ khác là khi các bác dán ngay lên thì nó khác màu lên một tí thôi đúng không? Đấy. Còn đây là phim mà bên em dán nhá. Đây. Phim ngay này gói phổ thông thôi, đây là dán kính sườn cho các bác xem đấy, nguyên gói phổ thông mà của em nó cách nhiệt đến 98% rồi nhá các bác nhá. Đấy. Nó đã khác hoàn toàn rồi. Còn đây. Nhiều bác không tin thì em đo, đây là phim Neko của Hàn Quốc các bác nhá, gói là gói phổ thông. Đấy. Các bác dán xe đây. Đấy. 95% đúng không? Đo đây. Đúng không ạ? Đấy. Nên là bác nào mà muốn dán phim đấy, đảm bảo chất lượng thì các bác hãy qua những cái cơ sở uy tín và đại lý chính hãng đấy, để các bác dán phim. Thứ nhất là các bác đằng nào mình cũng mất tiền, nhưng mà nó phải xứng đáng với cái đồng tiền mình bỏ ra các bác nhá. Đó, thì các bác nào mà cần tư vấn phim hoặc là check phim thì các bác có thể qua Akala để bên em test phim cho các bác nhá.